design, thiết kế, tạo những mẫu nữ trang độc, không đụng hàng. Tức là mỗi sản phẩm là một nét cá nhân của mình, mỗi sản phẩm là một nét đặc trưng của mình, không đụng với bất kỳ ai. Và tất cả sản phẩm nữ trang Kỳ Lăng làm chỉ một loại vàng duy nhất thôi, đó chính là vàng 18K AU750 và chuẩn châu Âu. Còn kim cương thì kim cương thiên nhiên. Và bởi vì tất cả những gì Kỳ Lăng đang kinh doanh giao lưu với khách hàng, với quý khách là những gì thuộc về Luxury Kỳ Lăng, nên tất cả tiêu chuẩn nó cũng phải là Luxury Kỳ Lăng. Kỳ Lăng trân trọng kính chào tất cả quý khách đến với Kỳ Lăng Luxury. Và hôm nay, chủ đề ngày 8 tháng 3, những sản phẩm đẳng cấp, đỉnh cao, Kỳ Lăng xin được phép giới thiệu đến quý khách để mà mua tặng cho những người phụ nữ yêu thương của mình. Và theo lịch sử thì năm 1899, những phụ nữ công nhân ở Mỹ đã đứng lên biểu tình đòi quyền lợi. Và đến năm 1910, hội phụ nữ tổ chức ở Copenhagen, thủ đô Đan Mạch, đã chọn ngày 8 tháng 3 làm ngày quốc tế phụ nữ. Từ đây, quyền lợi của phụ nữ và trẻ em được công nhận, làm việc như nhau, một ngày làm 8 tiếng, ví dụ như vậy. Và hôm nay, nhân dịp kỷ niệm ngày 8 tháng 3, Kỳ Lăng xin được phép bắt đầu giới thiệu cho tất cả các những bộ sưu tập, những sản phẩm đẳng cấp đỉnh cao dành cho phụ nữ đáng yêu của chúng ta. Xin mời, đầu tiên là một trong những sản phẩm về đồ da, thời trang, những bộ túi da cá sấu nhập. Và đặc biệt của những cái túi mà Kỳ Lăng đang giao lưu với tất cả khách hàng, tất cả quý khách, đó chính là bên trong. Tất cả sản phẩm Kỳ Lăng chọn da lót bên trong là da cá mập. Đối với những sản phẩm khác thì người ta đã chọn da cá mập làm mặt chính rồi, nhưng đối với Kỳ Lăng chọn da cá mập làm da bên trong luôn. Và thường một bộ túi như thế này gồm có hai món, thì một cái túi xách và một cái ví để mà đựng giấy tờ. Và một mẫu khác da cá sấu, nhưng mà cái này rất đẹp theo một cách khác. Cái kia thì đẹp theo một kiểu khác và cái này đẹp theo một cách khác. Bên trong cũng là da cá mập. Có rất nhiều mẫu da cá sấu có mặt sẵn tại showroom của Kỳ Lăng Luxury. Màu sắc, tất cả da thì da nhập hết rồi, nhập từ những nhà máy chuyên thuộc da của các cá sấu ở rừng Amazon và chuyên cung cấp cho các hãng thời trang lớn trên toàn cầu. Có rất nhiều màu sắc, quý khách cứ chọn và chọn kiểu, chọn mẫu, Kỳ Lăng luôn có sẵn. Và nếu như quý khách muốn mua tặng cho người phụ nữ yêu thương của mình và mình muốn xài cặp thì Kỳ Lăng luôn có. Ví dụ như mình đang xài cái túi đại điệu hồi nãy, thì bây giờ mình sẽ dùng với cái túi này là bắt nam bắt trai, đó rất dễ thương. Hoặc nếu như mà mình dùng cái túi cho nữ bằng da cá sấu, túi này là unisex được nè, thì mình có thể dùng một cái bóp, cái ví, hoặc là mình có thể dùng một cái nón, một cái mũ, một đôi giày. Bất cứ cái gì bằng da, Kỳ Lăng luôn sẵn sàng đáp ứng cho quý khách. Hoặc ví dụ như mình thích làm cái túi nữ bằng da cá sấu màu này, thì mình sẽ làm cho túi nam màu này, đó là một bộ. Hoặc ví dụ như màu này là unisex, bất trai bất gái xài ok vô tư. Thì ví dụ như mình làm một cái túi cho nữ và mình sẽ làm một cái túi cho nam, thậm chí mình có thể làm một cái nón cho nữ, một cái dây thắt lưng cho nữ, và một đôi dép cho nữ, một đôi giày cho nữ, một đôi giày cho nam, một cái áo khoác cho nữ. Nói chung là theo yêu cầu quý khách muốn cái gì bằng da, Kỳ Lăng luôn sẵn sàng đáp ứng. Và đặc biệt tất cả sản phẩm của Kỳ Lăng Luxury là bên trong bắt buộc có ba cái da chủ đạo. Một trong ba da chủ đạo đó chính là da cá mập. Hoặc là da bò Nam Mỹ. Hoặc là da Epsom. Epsom thì cũng là một cái da mà các hãng lớn dùng làm da chính, nhưng Kỳ Lăng chọn làm da phụ. Nói chung là bất kỳ sản phẩm về đồ da cao cấp, đẳng cấp, đỉnh cao thì liên hệ với Kỳ Lăng. Và tiếp theo một cái sản phẩm, một cái dòng sản phẩm, một cái thể loại sản phẩm mà Kỳ Lăng muốn giới thiệu với tất cả quý khách nữa, đó chính là nhãn nữ trang. Kỳ Lăng luôn luôn và luôn luôn, luôn luôn và luôn luôn chuyên design, thiết kế, tạo những mẫu nữ trang độc, không đụng hàng. Tức là mỗi sản phẩm là một nét cá nhân của mình, mỗi sản phẩm là một nét đặc trưng của mình, không đụng với bất kỳ ai. Hoặc nếu quý khách nào từng thấy một sản phẩm nào mình thích,
mà mình muốn cá nhân hóa là thành sản phẩm của mình muốn tiết chế, mình muốn làm cho nó đẹp, hài hòa hơn nữa và thành cái nét đặc trưng của mình, thì cũng liên hệ với Kỳ Lân. Kỳ Lân sẽ làm cho quý khách. Và quý khách muốn làm lại những sản phẩm nào mà từng xài, từng kỷ niệm, Kỳ Lân sẽ làm y chang cho sản phẩm đó của quý khách. Tất cả mọi thời trang. Và Kỳ Lân sẽ đo ni tận nơi, có người đo ni tận nơi nếu trong khu vực thành phố. Còn nếu như ngoài tỉnh thì Kỳ Lân sẽ có bài hướng dẫn, cách hướng dẫn để mà quý khách đo tại nhà, không cần phải đến showroom. Và gửi thông tin vào Zalo cho Kỳ Lân. Trong vòng một nốt nhạc, Kỳ Lân sẽ có thông số và làm chuẩn chỉnh, chuẩn size theo tiêu chuẩn của khách hàng. Và tất cả sản phẩm nữ trang Kỳ Lân làm chỉ một loại vàng duy nhất thôi, đó chính là vàng 18K AU750 và chuẩn châu Âu. Còn kim cương thì kim cương thiên nhiên. Hoặc bất gia nào muốn mua sản phẩm nữ trang kim cương vàng cho quý, cho bất gái, bất phụ nữ mình yêu thích, yêu thương, thì mình có thể mua cho bất trai luôn là những chiếc nhẫn bằng đá ruby Sophia. Tất cả những cái viên đá ruby Sophia Kỳ Lân đang giao lưu với khách hàng, với tất cả quý khách cũng là Sophia và ruby thiên nhiên. Tất cả những sản phẩm về liên quan đến vàng bạc đá quý là đều từ thiên nhiên. Vàng 18K AU750, kim cương thiên nhiên, đá Sophia, đá ruby thiên nhiên. Và bởi vì tất cả những gì Kỳ Lân đang kinh doanh giao lưu với khách hàng, với quý khách là những gì thuộc về luxury Kỳ Lân, nên tất cả tiêu chuẩn nó cũng phải là luxury Kỳ Lân. Và đó là cái nguyên lý và nguyên tắc hoạt động của Kỳ Lân Luxury ngày hôm nay. Tất cả sản phẩm đều là những sản phẩm đẳng cấp đỉnh cao, không có bán những sản phẩm bình thường. Những sản phẩm vượt trội về chất lượng, vượt trội về tiêu chí về đồ luxury Kỳ Lân, những sản phẩm sang trọng xa hoa. Và chiếc lắc tay, nguyên chiếc lắc tay bằng vàng nguyên khối đến kim cương. Nói chung là về nữ trang thì từ cái bất kỳ cái gì, từ kể cả cây bút, đôi dép, cái nón, hộp đựng bút, nhẫn, lắc tay, dây chuyền, tất cả những gì liên quan đến vàng 18K Kỳ Lân sẽ làm hết cho quý khách. Và kim cương, đá Sophia, đá ruby cũng thiên nhiên, Kỳ Lân sẽ cung cấp cho quý khách. Kể cả những cây bút, từ những cây bút mông lăng, những cây bút sang trong xã hội này, Kỳ Lân sẽ phục vụ cho khách bằng cách làm bằng vàng nguyên khối lại cho quý khách và đính thêm kim cương theo yêu cầu nếu quý khách có nhu cầu. Và tiếp theo, sau thời trang, nữ trang thì mình sẽ độc hơn, độc đáo hơn và đẳng cấp nữa. Nếu như mình đã có tặng về thời trang rồi, tặng về nữ trang rồi, kim cương rồi, thì bây giờ mình sẽ chuyển qua điện thoại. Những chiếc Vertu, tất cả là những sản phẩm chính hãng, nguyên bản, nguyên zin, sưu tầm. Và là những chiếc điện thoại sang trọng xa hoa bậc nhất của ngành điện thoại từ trước đến giờ, đó chính là điện thoại Vertu. Một chiếc Vertu unisex cho bất trai và bất gái đều dùng được. Tất cả phần thân vỏ được đúc bằng vàng nguyên khối 18K AU750 và phía sau là gốm ceramic. Phần bên dưới là da cá sấu và đính kim cương ở giữa. Rồi tiếp tục những mẫu tương tự. Và tiếp tục một chiếc Vertu vàng nguyên khối. DLC với công nghệ mạ DLC màu đen bóng, bằng phím bằng Sophia luôn. Gốm ceramic, mặt kính và kính phím là bằng Sophia nguyên khối. Gốm ceramic phía sau, da B của hãng. Máy tất cả là đều sưu tầm chính hãng, đẹp như mới xuất sắc. Nói chung là Kỳ Lân sẽ chuyên và kích tâm theo cầu nếu quý khách muốn sử dụng cái máy này. Không thích phần màu trắng ở phía sau này, hoặc không thích da trắng này, thì Kỳ Lân sẽ kích tâm cho khách thành màu khác. Hoặc là không thích cái mặt kính phím sờ cừ, mình sẽ thay vào kính màu đen. Bất cứ màu nào, nói chung là Kỳ Lân sẽ phục vụ theo màu sắc theo yêu cầu. Hoặc là đính kim cương theo yêu cầu, ví dụ như đính cả full kim lên thép, hoặc là đính thêm viên kim cương, hoặc là đính kim cương có sẵn, hoặc là làm thêm kim cương vô cây máy banh đa nguyên thủy này, hoặc là đính full kim cương theo cái máy mà Kỳ Lân đang sử dụng. Đính full kim hết, ở dưới là đúc bằng vàng nguyên khối luôn, có một viên kim cương ở giữa. Đính full kim hết hai thành viên kim cương giữa. Hoặc là những chiếc điện thoại cảm ứng Evertu
và Virtu Atterby. Và chiếc E-Virtu mới nhất của hãng Virtu. Đây là chiếc Virtu West. Phần sau được bọc bằng da B. Nếu như quý khách muốn thành màu da khác thì Lan sẽ làm da đen, da đỏ, da trắng, da vàng, da cá sấu, chất liệu khác, da đà điểu, da thằng lằn đều ok cả. Và kính phím cũng vậy, mặt gốm cũng vậy. Kỳ Lăng luôn có đủ bộ cho quý khách chọn lựa. Hoặc là những cái ví cầm tay, những cái ví cầm tay cho điện thoại, một bên là bỏ điện thoại, một bên là đựng tiền, thẻ ATM. Ví cầm tay mình có thể để điện thoại vào đây, mình có thể để tiền vào đây, giấy tờ vào đây, tiền vào đây, giấy tờ vào đây và thẻ ATM. Nói chung là đầy đủ đồ chơi, đầy đủ sản phẩm đẳng cấp đỉnh cao để phục vụ cho ngày 8 tháng 3 cũng như tất cả những ngày trong năm. Nếu như quý khách muốn sử dụng sản phẩm đẳng cấp đỉnh cao, nếu như quý khách muốn mua quà đẳng cấp đỉnh cao để tặng những người mình yêu thương ngày 8 tháng 3, hoặc là tặng những ngày bình thường, hoặc là muốn mua sử dụng những ngày bình thường, thì hãy liên hệ với Kỳ Lăng Luxury. Vâng, và như vậy là clip đến đây xin được phép kết thúc. Kỳ Lăng một lần nữa cảm ơn tất cả quý khách đã dành thời gian quý báu của mình để xem clip của Kỳ Lăng. Và Kỳ Lăng kính chúc toàn thể tất cả quý khách ngày 8 tháng 3, những người phụ nữ yêu thương, những người bạn gái thật dễ thương, những quý cô thật đáng yêu. Chúc tất cả những người phụ nữ thật nhiều sức khỏe và luôn vui vẻ, và cuộc sống thoải mái, tinh thần luôn tràn đầy những hạnh phúc và tuyệt vời nhất trong cuộc đời này. Kỳ Lăng một lần nữa cảm ơn, và hãy đồng hành cùng với Kỳ Lăng Luxury bằng cách đăng ký kênh, ủng hộ kênh YouTube này, like theo dõi fanpage trong fanpage này để mà cập nhật nhiều video hấp dẫn sắp tới nữa. Kỳ Lăng cảm ơn và chúc tất cả quý khách luôn tràn đầy niềm vui, tràn đầy sức khỏe và luôn thành công, và đồng hành cùng với Kỳ Lăng Luxury cùng những sản phẩm đẳng cấp đỉnh cao nhé. Xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.